bên kia có cái nhà y chang như mình xây theo kiểu nhà rông á. Thôi có lẽ xuống đi, sợ không lên được. Cụm này nó xây rất là lạ, không có thêm một cái kết cấu nữa. Nhắc đến Đà Lạt thì người ta thường tưởng nhớ đến các công trình như là những tòa biệt thự mà bỏ hoang hoặc là những ngôi nhà ma. Thì hôm nay mình sẽ đến một cái nơi này có thể là các bạn rất là thích, bởi vì nó có sự thú vị rất là lạ lùng. Đó là cái ngôi nhà điên, còn gọi là biệt thự Hàng Nga tại Đà Lạt. Ở đây giá vé thì 60.000 đồng một người. Mình nghĩ nói chung là cũng hợp lý thôi, bởi vì một cái công trình này mà cái người chủ họ đã bỏ rất nhiều tâm huyết vô để mình xây á, cho nên không có đắt lắm khi mình có thể có những cái trải nghiệm bất ngờ đâu. Biệt thự Hàng Nga thì nằm ở số 3 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà Lạt. Mình đang có mặt ở cái biệt thự Hàng Nga, còn gọi là ngôi nhà điên ở tại Đà Lạt. Dạ, cảm ơn chị. Chị hỏi em. Chị đi tham quan tự do không? Dạ. Chị mình bắt đầu tham quan bên trái đi đầu tiên. Thật sự mà nói thì mình bước vào công trình này mình rất là rối. Nó theo một cái kiến trúc nào đó mà có thể là mình phải đi một chút xíu nữa mình mới có thể nhận ra được đó là cái gì. Thì cái công trình này có kết hợp vào những cái homestay ở trong đó luôn á, cho nên những bạn nào mà muốn ở lại thì cũng có thể mình ở lại qua đêm. Những cái cầu thang ở đây á, nó rất là nhỏ và hẹp. Mình nghĩ là nó hơi trơn á, tại vì cái bậc thang nó làm bằng một cái viên đá, cho nên đi rất là khó. Bên kia là còn một cái nhà rông. Mình thấy là cái tòa nhà này có một cái dạng như là những cái bậc thang á, chính là những cái dây leo á, đi len lỏi xung quanh các tòa nhà. Đây còn một cái nhà đang xây nè, chưa có thành hình gì hết. Người ta sẽ xây cái nhà y chang như nhà của mình thôi, nhưng mà có đứng ở trên này á, view mình có thể nhìn rộng ra khắp thành phố Đà Lạt luôn nha. Ở đây rẽ đường rất là lạ, có những cầu thang nó qua bên chỗ cũ, cái chỗ mình nãy mình đứng. Công trình đây nó mô phỏng thiên nhiên, nhưng mà thật sự tất cả đều là xi măng, bê tông hết. Ở trong là sắt này, người ta có thể là người ta thiết kế theo cái hình dạng người ta mong muốn á, là người ta bọc cái xi măng bên ngoài. Trước mặt mình là cái vị trí của cái sảnh, chính là một cái nhà rông á, rất là to. Đây là cái công trình đầu tiên mà nó đập vô mắt mình khi mình bước vào đây. Rồi bây giờ mình xuống dưới ha. Ở dưới này là có một cái khu vườn nhân tạo thôi, người ta cũng sử dụng bê tông người ta làm thôi. Có một quán cà phê. Mình thấy vừa kết hợp giữa những công trình tham quan và homestay như vậy nè, nó rất là hay. Nhưng mà có vẻ là hôm mình đi ít khách lắm, cho nên các homestay đều không có ai ở lại hết.
Bây giờ mình sẽ đi vô ở trung tâm, có một cái cầu thang đi lên tầng trên. Thì ở đây là họ thiết kế theo cái dạng là dưới đại dương á. Các bạn có thể nhìn thấy là san hô nè, cá nè, ao vỏ ốc, vỏ sò nè. Ở giữa công trình có một cái cầu mạch tuộn rất là to nha. Phía bên trên cái đèn chùm này cũng thể hiện theo cái kiểu là đại dương á. Xung quanh người ta thiết kế những cái phù điêu của những con cá. Người ta vẽ công phu lắm á. Bây giờ mình tiếp tục vào một cái phòng này trưng bày rất là nhiều tranh ảnh và những cái bản mẫu thiết kế của tòa nhà. Người ta nghiên cứu về thiết kế là bản vẽ đó. Bản vẽ cái này là chữ viết tay. Đây là cái bản vẽ của ngôi nhà rông nha. Có một cầu thang ở chỗ này xuống nè. Cái cầu thang nó làm bằng xi măng. Lát nữa mình sẽ ra cho các bạn xem. Rất là khó đi. Còn phía bên đây là các cái bài báo về công nhận về ngôi nhà. Chính thức thừa nhận ngôi nhà điên ở tại Đà Lạt. Các bạn có thể tìm ở trên trang báo. Có rất là nhiều bài báo về bà Nga nha. Bây giờ mình sẽ ra cái khu phía vòm của cái tòa nhà đại dương này. Càng ngày mình khi mà mình đi sâu vào trong, mình khám phá toàn bộ cách ngôi nhà, mình cảm thấy là mình càng nể phục bà Nga hơn. Không phải tòa nhà này là xây một cách đơn giản là rườm rà họa tiết bừa bãi gì đâu, có một cái nghệ thuật nào đó của bà Nga. Đề tài nói về thiên nhiên á, cho nên các bạn thật sự là một người yêu thiên nhiên, các bạn có thể mới cảm nhận được những cái gì đó của bà Nga muốn truyền tải đến thông điệp cho mình. Bây giờ mình đang đi vào trong cái khu vực sảnh. Cái khu vực này là dùng để tiếp khách ghé homestay ở lại á. Đi vào phía bên trong thì các bạn nhớ nên lưu ý trong khu vực này là khu vực thờ phụng thân sinh của bà Lan Việt Nga, cho nên các bạn nhớ giữ yên lặng và lễ phép nha.
bây giờ mình tiến ra cái vị trí cuối cùng mà mình tham quan, đó chính là cái trước cổng của cái ngôi nhà rông. Follow kênh của mình để nhận được những thông báo mới về những chuyến hành trình của mình nhé.